Đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào quý khách. Hiện tại đang là 5:20 ngày 20 tháng 6 năm 2019. Trên màn hình đây là một chiếc đồng hồ hoa lá tây bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Chiếc này chúng tôi đã hoàn thiện cho anh Tuấn tại Đồng Lương, Cẩm Khê. Đây là toàn cảnh chiếc đồng hồ đây. Phần mặt đồng hồ thì được đục chạm hoa hồng cùng hoa lá tây. Dưới có treo ba chuông và quả lắc bằng chất liệu gỗ gỗ đỏ. Và trước là chúng tôi đang quay tại xưởng sản xuất của đồ gỗ Tùng Tám tại Vân Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đây quý vị có thể thấy được vân gỗ gỗ đỏ rất là đẹp. Chiếc này thì trọn vân luôn, mụn sọc luôn. Vân như là vân mụn sọc luôn. Hiện tại là ánh sáng nó hơi bị lóe sáng nên là đây tôi sẽ quay gần hơn chỗ góc máy này thì quý vị sẽ nhìn được rõ được vân gỗ của nó. Chiếc đồng hồ này thì nó khác chiếc những chiếc trước kia chúng tôi giới thiệu là không có cụ tiên. Giá thành chiếc này thì chỉ còn bằng hơn nửa chiếc kia một chút thôi. Giá rất là hợp lý. Quý vị chơi trong khoảng khách nó nhỏ gọn, rất là đẹp. Mọi người ai có nhu cầu thì hãy liên hệ với đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510816, website đồ gỗ tùng8.com, xưởng có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác.